bao giờ về được căn nhà này trước năm 2019. Thì về rồi thế em, thôi. Em muốn mua. Và bây giờ đang là tháng 10 năm 2019. Lúc đòi tiền thì em không trả. Dạ. Em đòi rồi. Dạ không, dạ không, không phải vậy đâu. Anh Bình chưa hiểu rồi, bởi vì em không nói chuyện với anh về nhà cửa là đúng rồi. Em chỉ đang muốn nói chuyện với anh tại sao anh bắt con em ra taxi. Em muốn anh giải trình điều đó. Em bỏ con em bây giờ. Có phải là anh Linh thứ hai không? Ôi. Không phải hả? Dạ. Trời ơi. Chúng ta bắt mình hai chứ con gái người ta anh bế chạy làm gì vậy? Con gái tôi hơi bị xinh gái luôn á. Anh Nam Đình đó mà đổ máu nha. Tôi thấy cái đó hơi kỳ á. Làm gì làm cái này đừng đụng vào những đứa trẻ. Thế thôi. Mình đàn ông mà mình có là cái gì đi chăng nữa mình cũng cái đạo đức nó quan trọng lắm. Tại sao anh phải nghe lời người ta anh bế con em bỏ chạy? Dạ, vậy tại sao anh lại phải bế con em bỏ chạy như vậy? Mà trong khi em là mẹ em không có ở nhà. Dạ, cho con em không định giá. Em đã mua bán căn nhà này giá 25,5 tỷ cách đây 2 năm. Thế thôi, anh không biết gì. Anh không phải hoàng đồng anh chi. Hoàng đồng anh chi đâu? Hoàng đồng anh chi đâu anh? Trốn rồi hả? Ủy quyền hết rồi hả? Lừa hả? Thì đấy, lừa thì mới đông người như thế. Không lừa thì là sao lại thế? Không, giang hồ ai đâu, đâu ai, anh lừa tới đây. Dạ, quay rồi xong rồi anh kêu các anh làm gì đó rồi tới nhìn mặt em có quen không? Đừng vu khống nhau. Còn cái việc mà em nói thật em mà nữa. Em nói thật anh đó, em mà thuê được giang hồ là em thuê giết chết luôn, không có được đuổi. Thế, em khẳng định với anh như vậy. Nhưng mà em không có tiền, em cũng không có mối quan hệ. Em không thuê được ai hết. Mấy anh thuê được nhiều người quá. Tiền nhiều quá hả anh? Anh Nam có nhiều tiền anh tỏ không? Không. Thế sao? Đó, quả báo tới anh Nam. Cửa hảo gì của mình ra vậy mà? Em không làm gì hết. Hồi nãy anh này, cái anh mà xanh lông mày á, anh giật, chứ không ai làm gì hết. Nhẹ nhàng, anh đã bảo giữa giờ đất này anh bảo là anh sẽ bảo vệ em cơ mà. Trời ơi, lật lọng, lật lọng. Em đã nhờ luật sư đi. Nam kêu phía mình ở Nam ra cho điện đi. Quả báo đó, lát nữa xét bắn trúng đầu luôn, đâu phải điện xẹt nữa đâu. Mới xẹt mạnh lắm á. Tôi nói thật ra đi, cái câu chuyện nhà này xét bắn tăng trong nhà luôn. Xẹt mạnh lắm á. Kéo thợ điện nó xem cho. Tôi trước nhà này rất là linh thiêng luôn. Vô đó mà thề. Vô đó mà thề, con có làm sai không? Quang. Ê, tôi biết cho em coi nè. Ê, chị bắt cóc ai? Hello chị. Bắt cóc. Cái con mà áo vàng á. Không biết nó là ai luôn.